Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất lớn sau khi điều động xe tăng và xe chiến đấu bọc thép tấn công pháo kích vào vùng Belgorod và Kursk thuộc lãnh thổ Nga. Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, những nỗ lực của quân đội Ukraine trong các cuộc tấn công vào vùng Belgorod và Kursk của Nga sáng 12 tháng 3 đã bị ngăn chặn và lực lượng Kiev hứng chịu tổn thất đáng kể. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã điều động xe tăng và xe chiến đấu bọc thép tấn công vùng Belgorod, đồng thời từ 3 hướng vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Trước đó, lực lượng Ukraine đã tiến hành pháo kích vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự ở Belgorod. Cũng theo thông báo trên, lực lượng Nga ở Belgorod và Kursk đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở những vùng này. Quân đội Ukraine buộc phải rút lui sau khi không thực hiện được các mục tiêu họ đề ra. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Kiev đã mất tới 60 binh sĩ, 5 xe tăng và 1 xe chiến đấu bọc thép trong cuộc tấn công thất bại vào vùng Belgorod. Tại vùng Kursk, các nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine cũng cố gắng vượt biên giới gần làng Tiokino vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Sau khi vấp phải sự kháng cự của lực lượng an ninh Nga, nhóm quân Ukraine đã rút về phía bên kia biên giới. Các cuộc tấn công vào vùng biên giới ngày 12 tháng 3 là hoạt động quân sự mới nhất của Ukraine nhằm vào vùng biên giới giáp với Nga ở Belgorod và Kursk. Cơ quan an ninh Liên bang Nga tuyên bố, kể từ ngày 10 tháng 3, Kiev đã mất hơn 100 binh sĩ, 6 xe tăng, một hệ thống pháo Caesar của Pháp và 20 xe bọc thép trong các nỗ lực xâm nhập bất thành vào khu vực Belgorod và Kursk. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cũng phủ nhận thông tin cho rằng các đơn vị vũ trang Ukraine đã tiến vào Belgorod và Kursk trong cuộc tấn công ngày 12 tháng 3. Các chuyên gia quân sự cho rằng việc Ukraine thực hiện các đợt pháo kích qua biên giới và xâm nhập lãnh thổ Nga khiến nước này phải phân tán lực lượng để đối phó. Tình hình an ninh tại khu vực vùng biên giới của Nga cũng suy giảm, khiến Moscow tiêu tốn nhiều nguồn lực để tăng cường an ninh biên giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, những vụ tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi ích cho Nga trong cuộc chiến thông tin. Việc ca ngợi nỗ lực ngăn chặn thành công chiến dịch phá hoại do Ukraine và phương Tây hậu thuẫn có thể khiến công chúng Nga đoàn kết và ủng hộ chiến dịch của nước này. Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ vũ khí bí mật mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất giúp Nga giành chiến thắng trước Liên minh phương Tây. Trả lời câu hỏi của một quân nhân thuộc quân khu phía Bắc tại một sự kiện ở Điện Kremlin hôm 12 tháng 3, Tổng thống Putin nêu rõ, vũ khí quan trọng nhất của chúng ta là sự đoàn kết của xã hội Nga và thái độ đối với Tổ quốc như cách các bạn và những người mà các bạn phục vụ đã thể hiện. Đó là vũ khí quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những người muốn che nép chúng ta bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, họ đã không tính đến điều này. Để hiểu điều này, các bạn phải là công dân Liên bang Nga và là một phần của văn hóa Nga, ông Putin nói thêm. Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra trong cuộc gặp với những người chiến thắng trong cuộc thi, các nhà lãnh đạo nước Nga, một sáng kiến của chính phủ nhằm phát triển một thế hệ lãnh đạo mới. Cuộc thi các nhà lãnh đạo nước Nga bắt đầu vào năm 2017 trong khuôn khổ dự án Nga, vùng đất của những tiềm năng. Mục tiêu của cuộc thi là nuôi dưỡng một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ mới. Những người chiến thắng mùa thứ 5 của cuộc thi đã nhận được giải thưởng tại Moscow vào tháng trước. Họ bao gồm 102 nhà lãnh đạo từ 31 khu vực của Nga, cũng như từ Bỉ và Serbia. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy khoảnh khắc pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS bị lực lượng Nga phá hủy. Việc phá hủy hệ thống M142 HIMARS đã được Bộ Quốc phòng Nga đề cập trong cuộc giao ban hàng ngày hôm 12 tháng 3. Và đoạn video được công bố ngay sau đó. Video dường như được cho là quay từ máy bay không người lái, cho thấy hệ thống HIMARS đang ở trên một bãi đất trống thì bất ngờ một vụ nổ lớn xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thể hệ thống HIMARS bị nhắm mục tiêu như thế nào. Địa điểm của vụ tấn công cũng không được tiết lộ. Mỹ được cho là đã cung cấp cho Ukraine 39 hệ thống HIMARS được thiết kế để bắn rocket M30-31 227mm. Các hệ thống này đã được Ukraine ca ngợi rộng rãi như một loại vũ khí tối tân nhờ khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, có độ chính xác cao, đồng thời có thể di chuyển kịp thời để tránh bị tấn công. Hôm 8 tháng 3, quân đội Nga đã công bố đoạn video tương tự, ghi lại cảnh hệ thống HIMARS bị tấn công ở khu vực gần thị trấn Dobropolye do Ukraine kiểm soát, cách tiền tuyến hơn 40 km. Ukraine tuyên bố đã phá hủy hệ thống tác chiến điện tử Palantin của Nga bằng hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS trên mặt trận Zaporizhia. Văn phòng báo chí của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine hôm 11 tháng 3 đưa tin. Trong khi tiến hành trinh sát trên mặt trận Zaporizhia, trinh sát thuộc Trung đoàn số 3 của lực lượng tác chiến đặc biệt đã phát hiện ra hệ thống tác chiến điện tử di động EVK Palantin của Nga. Theo báo cáo, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đã chuyển tọa độ và dẫn đường cho hệ thống pháo binh HIMARS hướng tới mục tiêu. Thống kê từ cổng thông tin Ox, đây là hệ thống EVK Palantin thứ 3 của Nga bị phá hủy kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Palantin là một trong những thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, được Sovsvedai, công ty chuyên sản xuất hệ thống chỉ huy và liên lạc thông minh công nghệ cao, thiết bị tác chiến điện tử, phát triển. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Palantin có thể kết hợp nhiều hệ thống tác chiến điện tử và tình báo điện tử khác nhau thành một mạng lưới chiến đấu duy nhất, giúp tăng đáng kể hiệu quả sử dụng của chúng. Hệ thống này đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm quân sự và được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga vào năm 2019. Palantin gắn trên khung gầm xe tải Kamaz-AZ được thiết kế để ngăn chặn các hệ thống liên lạc vô tuyến và tiến hành trinh sát điện tử. Khả năng của hệ thống cho phép gây nhiễu hệ thống điện tử của đối phương ở dải sóng ngắn. Một trong những nhiệm vụ chính của Palantin là chống lại máy bay không người lái với phạm vi sử dụng hiệu quả là 20 km.